Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Spicy Chicken McNuggets đã trở lại và chỉ có 2,50 đồng tại McDonald's. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị với Thời sự Thế giới của Lưới Đồ Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một ngày thứ hai trở lại và thời tiết tuần lễ này như thế nào, Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng ngày hôm nay đó thì trời mới sáng sớm mà nắng rất là nhiều. Cũng chính vì vậy mà nhiệt độ của riêng ngày hôm nay đó thì lên cao nhất ở trong mấy ngày qua. Hôm nay cũng là ngày mà sẽ là nóng nhất của nguyên tuần này. Nhiệt độ ở Westminster và Garden Grove trưa ngày hôm nay lên cao nhất là khoảng 83 độ, còn Anaheim hay là Riverside này nọ thì hôm nay có thể lên đến 85-86 độ thưa quý vị. Buổi tối thì cũng giữ ở mức là 50 mấy độ, chứ hết còn 40 mấy rồi. Nói chung hôm nay trời ấm áp, và ngày mai đó thì nhiệt độ giảm ít thôi, chỉ có vài 3 độ, nhưng mà bắt đầu từ thứ tư trở đi đó thì nhiệt độ quay trở về với cái mức bình thường là khoảng 75 độ, nhưng mà thứ hai thứ ba sẽ là hai ngày nóng ở trong tuần thưa quý vị. Trong khi đó, tình hình tài chính chứng khoán ngày hôm nay cũng khá nhiều tin tức trộn lẫn thưa quý vị. Bên phía ngành công nghệ cao thì bị ảnh hưởng rất nặng. Nasdaq xuống mạnh hơn 262 điểm. Nasdaq trong thời gian qua, các khu vực mà công kỹ nghệ Google, Facebook hoặc là Apple v.v. tăng rất mạnh. Nhưng bằng đồng thời khi mà có những cái tin tức liên quan đến con chip điện toán mà bị ảnh hưởng đó thưa quý vị, bởi vì ngay bây giờ họ thiếu chip để chế tạo những cái máy móc điện tử, rồi trong các ngành về công kỹ nghệ cao, khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy mà bị ảnh hưởng, Nasdaq xuống 265, Dow Jones chỉ xuống 33 thôi. Nhưng mà đặc biệt giới đầu tư lại tin tưởng vào cái khu vực du lịch, giải trí, và vì thế các cổ phiếu liên quan đến du lịch, giải trí, hãng hàng không v.v. hôm nay tăng rất mạnh, kể cả dầu hỏa nữa. Dow Jones chỉ xuống 32 thôi. S&P 500 xuống 27 điểm. Trong khi đó, thị trường tài chính của châu Á, Nikkei của Nhật Bản lên 138, Hồng Kông xuống 325 điểm và Thượng Hải xuống 53 điểm. Như chúng tôi đã thưa, American Airlines ngày hôm nay lên 12%. Royal Caribbean Cruises, du thuyền đó, lên 10%, và các công ty khác cũng vậy luôn, kể cả ngành tài chính cũng lên luôn thưa quý vị. Công trái phiếu 10 năm hôm nay giảm có chút xíu thôi, hầu như không giảm, ở mức 1,33%. Giá dầu lên mạnh bởi vì do ảnh hưởng của tình hình bão tuyết trong thời gian qua khiến đẩy giá năng lượng lên. Dầu lên 1 đồng 78 sen, 61 đồng lẻ 2 sen, và điều này có nghĩa xăng tiếp tục lên giá. Vàng lên 31 đồng 20 sen, ảnh hưởng của ông thần tài thưa quý vị, dân chúng đi mua vàng nhiều quá. Vàng hôm nay là 1.808 đồng 60 sen. Trong thời gian qua, người Trung Quốc, kể cả người Ấn Độ, họ cũng đi mua vàng nhiều dự trữ, bởi vì họ thấy có lúc vàng xuống còn có 1.700 mấy chục đồng thôi, họ đã đổ đi mua. Như chúng tôi đã thưa với quý vị vào hôm thứ Năm, thứ Sáu vừa rồi, vàng bắt đầu tăng trở lại và hôm nay lên khá mạnh trong ngày hôm nay, giúp cho thị trường diễn biến tốt đẹp, nhất là vấn đề mà người dân đi mua sắm, cái mãi lực của người tiêu thụ Hoa Kỳ vẫn còn tốt đẹp, và điều đó sẽ đóng góp vào nền kinh tế chung cho nước Mỹ này.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong tuần vừa qua đó thì xảy ra có chuyện là có một cái hội đồng gồm các thành viên của một school board ở một cái trường ở khu vực Bay Area ở San Francisco. Họ tưởng là cái cuộc họp của họ là private, người phụ huynh của trường không có vào xem được, mà họ có những cái lời nói không có thỏa đáng, và có một khi có một vài lúc họ còn thóa mạ phụ huynh, và toàn bộ cái cuộc nói chuyện này đã được hàng nghìn phụ huynh của trường xem, và bây giờ cả cái nguyên cái school board này phải từ chức, thưa quý vị. Thì cái chuyện xảy ra là vào hôm thứ tư ngày 17 tây tháng 2, cái school board này họ có cái cuộc họp, bởi vì cái vấn đề đó là phụ huynh liên tục gây sức ép các trường, muốn các trường mở cửa trở lại, mà đa số trường đó thì giáo viên họ không có muốn, bởi vì họ chưa có được chích ngừa. Thì cái cuộc họp này có lịch lên để mà chiếu Zoom, và cái Zoom link này đó là để public cho phụ huynh có thể vào xem. Nhưng mà bốn người ở trong school board, quý vị thấy ở trong cái video đó, thì họ lại tưởng là đây là cuộc họp private, cho nên là bắt đầu vô một người đầu tiên đó, họ nói là họ chửi bới phụ huynh, là bởi vì họ phụ huynh phàn nàn là cái bà này bả đi trong lúc mà không chịu mở cửa trường học vì lý do an toàn, thì cá nhân bà vẫn tụ tập với gia đình có party này nọ, thì bà đã dùng những cái câu chửi thề ngay trong lúc đó. Rồi sau khi bà này bà bắt đầu trước đó, thì ba cái người kia họ mới nói chung đây là cái cuộc tám giữa bốn người này, thưa quý vị. Họ nói rằng mấy cái người phụ huynh mà muốn trường mở cửa trở lại đó, thứ nhất là không có biết là cái tình hình nó như thế nào, không lo cho an toàn của các giáo viên vân vân. Rồi họ nói là đa số chỉ muốn quăng con vào trong trường để mà có người babysit cho họ mà thôi. Rồi cái ông, một người thành viên, người đàn ông đó còn nói là ông nghĩ là những người phụ huynh này đó muốn ngồi ở nhà để mà hút cần, thưa quý vị, tại vì có con cái ở nhà thì không có làm gì được cả. Thì ngay sau khi mà cái chuyện này nó được đưa lên mạng đó, phụ huynh họ share mấy ngàn lần ở trên mạng xã hội, thì chỉ trong vòng có 24 giờ thôi, một cái cuộc kêu gọi từ các phụ huynh đó lên đến gần 5.000 chữ ký, yêu cầu là bốn người này phải bị đuổi, cho nên là chịu không nổi sức ép của dư luận. Đến ngày thứ sáu, chỉ hai ngày sau thôi, ngày 19 tây, toàn bộ bốn người của cái school board này đã viết thư từ chức, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin Breaking News vào sáng ngày hôm nay, Tòa Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong phán quyết thứ nhì tuyên bố cựu Tổng thống Trump không thể nào tiếp tục không công bố hồ sơ thuế theo cuộc điều tra hình sự của bên phía công tố viện ở bên New York. Này, hiện nay là công tố Cy Vance Jr. Phán quyết này là lần thứ nhì, bởi vì chúng ta cũng nhớ vào năm ngoái, phán quyết của Tòa Tối cao Pháp viện họ đã đưa ra và tuyên bố Tổng thống, lúc đó là ông Trump làm Tổng thống, vẫn không thể vượt quá quyền hạn của một người dân, bởi vì cái chuyện mà khai gian thuế hay là cuộc điều tra của thuế trước khi ông lên làm Tổng thống. Cho nên Tòa Tối cao Pháp viện nói rằng bên phía công tố của New York vì cuộc điều tra liên quan đến gian lận thuế, họ có quyền yêu cầu nhận những cái hồ sơ thuế này. Thế nhưng cái phán quyết năm ngoái đó vẫn để cho Tổng thống Trump được quyền cung cấp những cái hồ sơ cho thấy rằng có những cái vấn đề mà riêng tư cá nhân, không, nhất là vấn đề là Tổng thống nữa, thì không phải cung cấp những cái hồ sơ đó. Và bên phía Tòa Tối cao Pháp viện yêu cầu bên phía New York á, là phải cho Tòa Tối cao Pháp viện biết hồ sơ thuế nào của ông Trump, chứ không phải là nói rằng ồ, chúng tôi cần lấy tất cả những cái hồ sơ thuế của ông. Thì bên phía New York phải cung cấp cho Tòa Tối cao Pháp viện những gì mà họ nói là thích đáng để mở cuộc điều tra này. Thì chi tiết cho biết đó là sau khi xem những đề nghị của phía New York, thì Tòa Tối cao Pháp viện trong thời gian qua cuối cùng sáng ngày hôm nay đi đến quyết định là cựu Tổng thống Trump phải cung cấp những hồ sơ nào thích đáng trong cuộc điều tra của New York là phải cung cấp.
Hiện nay thì cả hai bên, phát ngôn viên của bên phía công tố viên New York, cả kể cả Tổng thống Trump không đưa ra bất cứ một cái tuyên bố nào về phán quyết mới này. Tuy nhiên đây là một phán quyết quan trọng bởi vì đây là phán quyết của Tòa tối cao Pháp viện. Buộc cựu Tổng thống Trump phải cung cấp hồ sơ thuế. Trước đó thì tin tờ New York Times vân vân họ cũng đã tiết lộ cái hồ sơ thuế chúng ta đã từng nghe là trước cuộc bầu cử Tổng thống đó, là ông Trump trong thời gian qua trả tiền thuế rất là ít, có mấy trăm Mỹ Kim thôi. Phần lớn là khai lỗ trong suốt thời gian qua. Nếu mà khai lỗ như vậy thì tiền ở đâu để cung cấp vào cái nguồn tài sản khổng lồ cả mấy tỷ Mỹ Kim như thế? Thì họ hy vọng rằng với phán quyết của Tòa tối cao Pháp viện này, công chúng sẽ nhìn thấy rõ hơn hồ sơ thuế của ông Trump trong suốt quãng thời gian từ khi ông là một thương gia về ngành địa ốc cho đến khi vào Tòa Bạch Ốc. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.